vui pháp an nhẫn điều phục tâm mình thọ hành an nhẫn pháp mà các ông đã giận dữ tánh đều không tại sao đối với pháp ấy sanh tâm giận dữ các ông phải nên quan sát đúng lý ta do pháp nào mà sanh giận dữ ai giận dữ giận dữ với ai vân vân các pháp như vậy bản tánh đều không bản tánh pháp không chưa từng chẳng không tánh không như vậy chẳng phải như lai tạo ra chẳng phải bồ tát tạo ra chẳng phải độc giác tạo ra chẳng phải thanh văn tạo ra cũng chẳng phải giống thần nói rộng cho đến người chẳng phải người tạo ra cũng chẳng phải trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tạo ra các ông phải nên quan sát đúng lý giận dữ như vậy do đâu sanh ra lệ thuộc vào ai đối với ai mà sanh sẽ thu nhận quả gì hiện tại được lợi ích gì tất cả pháp này bản tánh đều không chẳng phải trong tánh không có sự giận dữ nhưng vì vậy